này là túi Gucci nè mọi người. Ở đây nó có dust bag như thế này. Cái này là hàng về em chuẩn bị giao khách nên em tranh thủ em like cho mọi người coi. Cái này có khách đặt rồi. Mẫu này rất là khó mua và store lúc nào nó cũng bị ít hàng hết. Cho nên là bữa đó em đặt thì em cũng chỉ về được một cái liền thôi. Thì vài ngày nữa em sẽ về thêm được một hoặc hai cái hàng sẵn. Em chưa kiểm tra lại cái lô hàng cho nên em chưa biết chính xác. Nhưng mà vài ngày nữa em sẽ có thêm một cái sẵn. Còn cái này là em đã bán rồi nha. Cái này là túi Gucci nha mọi người. Đây, da này là, cái này là da thật 100%. Và họ khắc chìm nè mọi người. Cái logo GG của Gucci mọi người thấy không? Đây rất là đẹp luôn. Và cái form này đựng đồ rất là thoải mái. Đựng đồ rất là thoải mái. Ở bên trong như thế này. Cái này size của nó là tầm, em nhớ là 28cm. Và nó thiết kế là để đeo vai. Ở phía trước thì có khóa hot speed nè. Khóa này dạng, khóa này là đình đám quá rồi của nhà Gucci. Và có cả cái charm tà gel ở đây ha. Đây, cái này thì dây của nó là dây đeo vai như thế này. Do hàng mới nó vẫn còn nguyên cả những cái mà để bọc cho nó khỏi chầy á mọi người. Đây nha. Đẹp không mọi người? Cái này đeo lên rất là sang. Rất là sang và giá cực kỳ tốt. Giá tác của mẫu này á, là tầm khoảng em nhớ là gần 50 triệu. Giá tác của mẫu này là gần 50 triệu. Và giá nhà em cancel là hơn 50%. Giá nhà em cancel là hơn 50%. Đây mọi người coi nè. Rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn. Và mẫu này đựng đồ rất là thoải mái. Mọi người có thể đựng cả ví. Điện thoại thì vô tư rồi. Điện thoại chả là gì so với em này hết. Đây mọi người coi nè. Và cái này mọi người cầm tay, mọi người cầm tay hay là đeo vai đều rất là đẹp. Đó mọi